Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Khấu huế tôn giả, vận chuyển tu vi và phẩm hạnh bậc. Chính là tiểu nhân đê tiện, mối nhục của huyền đạo. Sao hắn có thể nuôi xuống, mặc dù hắn có thủ đoạn khác, dựa theo quy tắc, thắng chính là thắng rồi. Những người ở đây đều là nhìn đều đã nhìn thấy. Sao có thể để ngươi nghi ngờ được chứ? Cái này còn có thủ đoạn khác sao? Vân Triệt ca ca quả nhiên là không đơn giản. Ngày mai sẽ mở ra trận chiến cuối cùng, chỉ có 4 người phong thần. Khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ. Tất cả những gì ngươi làm đều là vì muốn gặp cô ta hay sao? Ta vốn dĩ cho rằng đi vào tụ trụ thiên giới thì có thể gặp được cô ấy, cho nên ta muốn nghĩ ra một cách có thể để cô ấy nghe thấy tên của ta. Vậy ngươi có từng nghĩ qua là cô ta không muốn gặp ngươi hay không? Không đâu, ta muốn gặp cô ấy đến nhường nào, vậy thì cô ấy nhất định là cũng sẽ muốn gặp ta. Nhớ kỹ, đừng nói ra tinh cầu mà ngươi xuất thân. Bắt đầu từ bây giờ, tinh cầu mà ngươi xuất thân được gọi là Hải Vương Tinh. Hoàn thành tâm nguyện, ta sẽ thỉnh tội với sư tôn. Trận chiến phong thần của khóa này, khóa trước là chế độ loại hai bên thua. Trận đầu tiên, Hỏa Phá Vân đánh với Lục Trầm Nguyên. Một người ở tinh giới cấp trung có thể đến đây cũng khá không dễ dàng rồi, đừng có mà thua đến khó nhìn. Cái này thì không cần ngươi phải quan tâm đâu. Nào, ta sẽ để cho ngươi ra tay trước. Thế thì ta không khách khí nữa đâu. Kim Ô. Viêm Dương Bạo Liệt. Mấy tài năng thấp kém. Gì vậy? Đây là không thể nào. Nguyên Lục Hồng Niên, Tai Ách Viêm Vũ, Nạn Hỏa Phần Tình. Lục Trầm Nguyên đã bị đánh ngã, thua cuộc. Vào tổ người thua cuộc, Hỏa Phá Vân thắng, nhập tổ phong thần. Trận thứ hai, Nạc Trường An đánh với Vân Triệt. Không cần đâu, ta bỏ cuộc. Bỏ cuộc, đến ngay cả dũng khí ra tay đều không có. Đúng là lực cười thật. Lần này ý kiến của ta và ngươi giống nhau. Người này mất mặt Đông Thần Vực của ta. Phế vật mới đầu hàng. Nếu ngươi còn xem là nam nhân thì nên đây đánh một trận với ta. Vân Triệt đã bỏ cuộc, Nạc Trường An không đánh mà thắng. Trận thứ ba, Duy Hận, Nệ Kiếm Minh của Kinh Lôi Giới. Người không phải là đối thủ của ta, vẫn nên nhận thua đi. Kỳ nạ, người này tuổi thọ của hắn nghe rằng không đủ 10 năm. Hơn nữa, phương thức thiệt hại cực kỳ quỷ dị, giống như là cái gì sức mạnh của hắn đột nhiên trở lên mạnh hơn rồi. Người này rốt cuộc ở đây làm cái gì? Thời khắc báo thù cuối cùng cũng đã đến rồi. Ma khí, hắn là ma nhân. Người có còn nhớ 13 năm trước Khuê thị tộc bị ngươi diệt môn hay không? Ngươi là thù diệt tộc, mối hận sỉ nhục. Sỉ nhục vợ giết con trai, cho dù ta hóa thân thành ma nhân cũng sẽ kéo theo ngươi xuống địa ngục. Khư ế. Vâng, nhanh đi đi. Đi chết. Vẫn là muộn một bước rồi. Đây chính là ma khí sao? Ma nhân thật đúng là nguy hiểm.
và hung tàn như là trong lời đồn. Quả nhiên là hắc ám huyền khí. Sao lại như vậy chứ? Duy Hận là ma nhân của Bắc Vực, bây giờ đã tan thành mây khói rồi. Không có tư cách ở lại đại hội huyền thần, tất cả thành tích có liên quan đến hắn toàn bộ đều hủy bỏ. Khứ Huế, lập tức hủy đi tất cả những gì cho ma nhân này, của ma nhân này, không thể nào để huyết ma dơ bẩn làm nhiễu phong thần đài. Thuộc hạ tuân mệnh. Vân Triệt, hơi thở lạnh lẽo vừa nãy chính là hắc ám huyền khí hay sao? Sau này gặp phải người hoặc là thú có hơi thở này tuyệt đối là phải tránh xa ra. Ma nhân đều là nguy hiểm tà ác. Nhưng mà bản thân không phải ma nhân, có lẽ là vì để báo thù mới hóa thành ma nhân. Thực ra cũng là một người rất là đáng thương. Băng Hoàng Tông Điển, nếu như gặp ma nhân sẽ toàn lực giết chết. Ta hiểu rồi.